Hôm nay là ngày 7 tháng 7 năm 2023. Thanh Hoàng xin chào toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức truyền thông của chúng tôi ngày hôm nay. Ngày mới kính chúc quý vị mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn thân mến, nỗi hoàng tưởng của Tập Cận Bình và ai có thể làm binh biến như là chuồng Wetner. Theo Hiếu chân những ngày này thì đa số tin tức về trung quốc đều gây lo ngại và dường như đảng cộng sản trung quốc và nhà lãnh đạo tập cận bình càng ngày càng hoang tưởng và càng lo sợ cho quyền thống trị tuyệt đối của họ và nỗi lo sợ được che giấu dưới bộ áo khoác an ninh quốc gia và những chính sách và biện pháp đàn áp của họ ngày càng khắc nghiệt và bất chấp hình ảnh của trung quốc trong mắt của nhân dân thế giới đang xấu đi một cách đáng kể Ngày 1 tháng 7 là thời điểm luật chống phản gián mở rộng China Anti-Expressionist Now của Trung Quốc bắt đầu có hiệu lực thi hành. Giới quan sát chính trị đặt cho luật này cái biệt danh là Vạn Lý Trường Thành Pháp Lý, tồn tại song song với bức tường lửa khổng lồ Chris Firewall ngăn cách người dân Trung Quốc với mạng Internet toàn cầu ở bên ngoài và bức Vạn Lý Trường Thành Chris Wall mà các triều đại phong kiến Trung Quốc xây dựng qua hàng ngàn năm để chặn bước chân của đoàn quân xâm lược từ phương Bắc. Đây là đạo luật mới nhất trong chuỗi 15 đạo luật về an ninh quốc gia mà Trung Quốc ban hành gần đây để mà củng cố an ninh quốc gia đối phó với những hành vi bị coi là gây tổn hại đến lợi ích của Trung Quốc giống như tất cả các đạo luật về an ninh của thể chế cộng sản luật mới của trung quốc có lời lẽ mơ hồ và có thể được hiểu và diễn giải theo nhiều cách sao cho các cơ quan thực thi pháp luật của nhà nước có thể vận dụng một cách dễ dàng và tùy tiện nhằm trừng phạt những tổ chức cá nhân mà trung quốc không chấp nhận luật phản gián bản cũ chỉ xử phạt các hành vi đánh cắp thông tin an ninh quốc gia và tình báo luật mới được mở rộng để bao hàm cả mọi tài liệu văn bản dữ kiện vật liệu và bài viết có liên quan đến bảo vệ an ninh và lợi ích quốc gia không phân biệt giữa an ninh và lợi ích Luật cũng định nghĩa hành vi gián điệp và hoạt động gián điệp là cộng tác với các tổ chức gián điệp và điệp viên nước ngoài, thực hiện các cuộc tấn công điện toán vào các cơ quan chính phủ, các đơn vị cơ mật hoặc các cơ sở hạ tầng thiết yếu của quốc gia. Với nội dung mơ hồ và rộng rãi như vậy, ai cũng có thể trở thành tội phạm và có thể bị bắt giữ và xử tù một cách tùy tiện bằng việc đặt mọi người cả người trung quốc và người nước ngoài trong nỗi lo sợ thường trực về một nguy cơ vi phạm an ninh quốc gia lủng lặng treo ở trên đầu tập cận bình và đảng cộng sản trung quốc hy vọng sẽ dập tắt mọi ý tưởng phản kháng của họ từ trong trứng nước một khuyến cáo của bộ ngoại giao Mỹ liệt kê một loạt các hành vi có thể bị xem là phạm tội, từ tham gia biểu tình đến gửi tin nhắn chỉ trích chính sách của Trung Quốc, hoặc là thậm chí chỉ đơn giản là tiến hành nghiên cứu về các lĩnh vực được coi là nhạy cảm. Việc phát biểu với báo chí về các đề tài bị coi là nhạy cảm như là nguồn gốc của virus SARS-CoV-2, số người tử vong trong đại dịch và tình trạng thất nghiệp của thanh niên Trung Quốc và ngay cả việc thu thập Bàn luận về số liệu kinh tế của nước này cũng có thể bị coi là hoạt động gián điệp theo đạo luật mới. Tương tự như vậy, một lời bình luận trên mạng phê phán Đảng Cộng sản hoặc quân đội Trung Quốc cũng có thể bị ghép vào tội gián điệp. Ngay sau khi đạo luật này có hiệu lực, chính phủ Hoa Kỳ đã ngay lập tức khuyến cáo người dân Mỹ cân nhắc về việc đi tới Trung Quốc để du lịch, làm ăn, học hành vì nguy cơ bị bắt giam và xử tội một cách bất ngờ và phi lý. Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh, chính quyền Trung Quốc dường như có toàn quyền coi nhiều loại tài liệu, dữ liệu, số liệu thống kê là bí mật nhà nước và bắt giữ và truy tố công dân nước ngoài với cáo buộc hoạt động gián điệp. Hiện có ít nhất 3 công dân Mỹ bị giam giữ một cách sai trái ở Trung Quốc, theo tin từ Ngoại trưởng Antony Blinken. Các công ty nước ngoài làm ăn ở Trung Quốc là những nạn nhân đầu tiên của chính sách đàn áp. Gần đây, Công an Trung Quốc đã lục soát trụ sở hai công ty tư vấn kinh doanh của Mỹ tại Thượng Hải và Bắc Kinh, tịch thu nhiều tài liệu và bắt giam nhân viên người bản xứ. Bắt giam một người Nhật là quản lý công ty dược Atelas Pharma INC. Người Nhật thứ 16 bị bắt ở Trung Quốc với cáo buộc tội gián điệp hành động chấn áp đó của bắc kinh làm rúng động cộng đồng các nhà kinh doanh và đầu tư nước ngoài hoàn cầu thời báo global times cơ quan tuyên truyền của đảng cộng sản trung quốc còn dọa rằng trung quốc sẽ đẩy mạnh việc thực thi luật chống gián điệp mới đối với các công ty nước ngoài Hậu quả là trong cuộc khảo sát ý kiến mới đây của Phòng Thương mại châu Âu, 2 phần 3 số giám đốc được hỏi nói rằng làm ăn ở Trung Quốc đã trở nên khó khăn hơn rất là nhiều. 3 phần 5 trong số từ năm ngoái đến nay, việc kinh doanh bình thường đã bị chính trị hóa dưới cái mũ là an ninh quốc gia. Dù vậy, nhiều nhà kinh doanh tây phương thì vẫn tin tưởng một cách ngây thơ rằng bắc kinh vẫn đang nỗ lực mời gọi các tập đoàn nước ngoài vẫn dựa vào nguồn vốn và công nghệ nước ngoài để phục vụ hồi kinh tế đang bị trì trệ vì chính sách phòng dịch cực đoan mấy năm qua Tập Cận Bình và Đảng Cộng sản Trung Quốc thừa hiểu chính sách đàn áp khắc nghiệt sẽ gây hại rất lớn cho sự phát triển kinh tế xã hội của Trung Quốc, nhưng nỗi lo sợ bị mất quyền lực đã khiến cho ông ta đặt an ninh lên trên kinh tế, ưu tiên cho sự củng cố vị trí thống trị của Đảng lên trước sự thịnh vượng của quốc gia. Trường hợp Hồng Kông là một minh chứng rất rõ nhất cho nỗi hoang tưởng của các nhà lãnh đạo Trung Quốc. Ngày 1 tháng 7 năm nay, kỷ niệm ngày lãnh thổ Hồng Kông được Vương quốc Anh trao trả Trung Quốc năm 1000. 997 và không khí đặc khu này nặng nề và khó thở một cách bất thường sau hàng loạt chiến dịch đàn áp theo cái gọi là luật an ninh quốc gia. Cuộc thấp nến tưởng niệm các nạn nhân vụ thảm sát Thiên Ân Môn ở Bắc Kinh năm 1986 lẽ ra được tổ chức ngày 4 tháng 6 như thông lệ hàng năm đã bị dẹp bỏ hơn 1.500 tù nhân chính trị là những người hoạt động cho tự do và dân chủ của Hồng Kông trong khuôn khổ một quốc gia hai chế độ vẫn còn bị giam sau song sắt nhà tù với các bản án hết sức nặng nề. Tất cả các phương tiện truyền thông độc lập đều bị đóng cửa, tư pháp độc lập bị vô hiệu hóa, xã hội dân sự bị triệt tiêu và mọi hình thức phản kháng chính trị đều bị đàn áp, bị cáo buộc câu kết với thế lực thù địch nước ngoài. Không chỉ vậy, hôm thứ Hai ngày 3 tháng 7, ông Lý Gia Siêu, Đặc khu trưởng Hồng Kông còn phát lệnh truy nã cho tới chết 8 nhà hoạt động dân chủ Hồng Kông đã tị nạn chính trị ở các nước Tây Phương. Tuyên bố của ông Lý là bước chuẩn bị cho những chiến dịch bí mật của công an Trung Quốc, theo dõi, ám sát hoặc là bắt cóc 8 người này đưa về Trung Quốc, xử phạt tội vi phạm an ninh quốc gia, một cách hành xử phi pháp quen thuộc của chế độ Cộng sản. Hậu quả là Hồng Kông đã không còn là địa điểm ưa chuộng của giới tài chính và kinh doanh quốc tế. Trong nửa đầu năm thì chỉ số Hang Seng của thị trường chứng khoán Hồng Kông cùng với chỉ số CSI 300 của thị trường chứng khoán Thượng Hải đã giảm gần 10% khi chỉ số Nasdaq của thị trường Mỹ tăng tới 30% và các chỉ số thị trường khác từ Nikkei 225 của Nhật, Thái S của Đài Loan đều tăng rất ấn tượng từ 20% đến 30% người Hồng Kông chẳng những mất tự do mà còn nghèo hơn trước do luật an ninh quốc gia mà Bắc Kinh đã đặt lên cuộc sống của họ. Từ ngày Trung Quốc đổi mới và mở cửa sau cái chết của Mao Trạch Đông năm 1976, giữa người dân Trung Hoa và Đảng Cộng sản Trung Quốc đã có một thứ khế ước bất thành văn. Theo đó, người dân chấp nhận sự cai trị của Đảng, đổi lấy sự yên ổn làm ăn, phát triển kinh tế và trở nên giàu có hơn 4 thập niên vừa qua, kế ước đó được thực thi một cách nghiêm chỉnh và mang lại bước tiến rực rỡ của xã hội Trung Quốc. Bây giờ thì kinh tế Trung Quốc đang gặp khó khăn thất nghiệp đang tràn lan, sản xuất kinh doanh đình đốn, nhất là sau gần 3 năm đóng cửa thực hiện zero covid theo chỉ đạo của Tập Cận Bình. Nỗi bất mãn của dân Trung Quốc tăng lên khi mà Đảng Cộng sản chuyển sang chính sách đàn áp để buộc người dân phải tuân phục nhưng với 1,4 tỷ dân can trường và thông minh của Trung Quốc, đàn áp bằng bạo lực chỉ là hạ sách và áp bức chỉ nuôi lớn khí trí khí đấu tranh và sẽ có ngày nhà cầm quyền Cộng sản Trung Quốc phải trả giá đắt. Còn theo Sophie Lam, ông Tập Cận Bình phong tướng cho hai thân tín sau bình biến của Wagner. Nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã thăng cấp tướng cho hai thân tín tại Bắc Kinh vào ngày 28 tháng 6 vừa qua, 4 ngày sau cuộc binh biến Wagner tại Nga. Theo giới phân tích, điều này cho thấy Tập Cận Bình không yên tâm về lòng trung thành của các tướng lĩnh quân đội Trung Quốc. Hai tướng mới là ông Trịnh Tuyền, chính ủy Bộ Tư lệnh Chiến khu phía Bắc của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Hoa và Lăng Hoán Tân, chính ủy của Học viện Khoa học Quân sự, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc Tân Hoa Xã đưa tin. Cấp tướng là cấp bậc cao nhất dành cho sĩ quan tại Trung Quốc. Giới lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc thường sử dụng việc thăng chức như củ cà rốt để mà đổi lấy lòng trung thành từ cấp dưới của họ và những người bị mất chức là các đối thủ chính trị bị thanh trừng. Ông Tập Cận Bình đã thăng tướng cho nhiều cấp dưới của mình và đồng thời với danh nghĩa chống tham nhũng đã thanh trừng các tướng do cố lãnh đạo Giang Trạch Dân và cựu lãnh đạo Hồ Cẩm Đào đề bạt. Thông tin công khai cho thấy ông Tập Cận Bình đã phong tướng cho 71 sĩ quan kể từ khi bước lên vị trí tối cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong khi đó, Giang Trạch Dân từng thăng tướng cho 79 người, Hồ Cầm Đào đề bạt 45 tướng. Theo các nhà phân tích, thì cuộc nổi dậy của nhóm lính đánh thuê Wagner chống lại giới lãnh đạo quân sự Nga có tác động sâu sắc đến Trung Quốc, khiến cho Tập Cận Bình không yên tâm về lòng trung thành của các sĩ quan quân đội. Ông Tập Cận Bình lo lắng về lòng trung thành của các tướng lĩnh quân đội, không giống như các nhà lãnh đạo được cử tri bầu cử ở các quốc gia dân chủ. Giới lãnh đạo hàng đầu của Đảng Cộng sản Trung Quốc được lựa chọn bởi các nhà lãnh đạo hàng đầu tiềm tiền nhiệm trong các cuộc đấu đá nội bộ và cân bằng lợi ích giữa các phe phái chính trị khác nhau trong Đảng, giống hệt Đảng Cộng sản Việt Nam là một chế độ tin rằng sức mạnh đến từ nòng súng và sự bất ổn trong quân đội chắc chắn đã trở thành mối lo ngại đối với ông Tập Cận Bình, đặc biệt là trong bối cảnh chế độ đang phải đối mặt với khó khăn từ cả bên trong và bên ngoài như hiện nay. Ông Lý Yên Minh, chuyên gia về các vấn đề Trung Quốc đang sống tại Hoa Kỳ, nói trong cuộc phỏng vấn ngày 24 tháng 6 với tờ Epoch Times Ông Lý nói thêm rằng có những dấu hiệu cho thấy quân đội Trung Quốc có thể đang trải qua một đợt thanh trừng mới. Từ ngày 2 tháng 6 tới ngày 8 tháng 6 năm nay, tờ báo quân đội của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đăng nhiều bài bình luận liên tục nhắc đến ông Quách Bá Hùng, ông Từ Tài Hậu, ông Phòng Phong Huy, ông Trương Dương và những con hổ khác trong quân đội đã bị thanh trừng. Các bài viết nói rằng ảnh hưởng độc hại của họ nên được loại bỏ hoàn toàn và triệt để. Cùng với lúc đó thì Đảng Cộng sản Trung Quốc đã ban hành một số quy định mới đối với các sĩ quan quân đội đang phục vụ và đã nghỉ hưu. Cụ thể thì là các quy định về việc giao tiếp xã hội của họ, cách họ ứng xử đối với mối quan hệ xã hội như là chính phủ, quân đội, giới kinh doanh, bạn bè và gia đình. Ông Li Lê Le chuyên gia quân sự người Trung Quốc và là giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Khoa học Chính trị và Luật Thượng Hải nói với tờ South China Morning Post có trụ sở tại Hồng Kông rằng việc Đảng Cộng sản Trung Quốc ban hành các hướng dẫn xã hội cho các cán bộ quân đội là điều chưa từng có, là điều chưa từng được thực hiện ngay cả trong thời của Mao Trạch Đông. Một nhà báo có bút danh Jiang Feng của ấn bản tiếng Trung của tờ Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA viết vào ngày 27 tháng 6 rằng cuộc binh biến Wagner nhắc nhở giới lãnh đạo cộng sản Trung Quốc hiện tại về việc ai cũng có thể là kẻ hai mặt chưa bị lộ hoặc kẻ phản bội tiềm năng và mối đe dọa lật đổ duy nhất chỉ có thể đến từ bên trong cốt lõi của quyền lực việc thăng chức cho các tướng lĩnh PLA mặc dù được coi là một cách để có được lòng trung thành của các ngôi sao đang lên trong quân đội cũng là dấu hiệu cho thấy sự bất an trong Đảng Cộng sản Trung Quốc. Theo Chanakya Forum, tạp chí về địa chính trị toàn cầu có trụ sở tại Ấn Độ. Ông Akio Zaita, giám đốc văn phòng Đài Bắc của hãng truyền thông Nhật Bản Sankai Shimbun, người đã sống ở Bắc Kinh trong 10 năm, cũng nhận ra những lo lắng của Tập Cận Bình về những cán bộ quân đội của ông. Đối với Tập Cận Bình, cái giá phải trả cho việc tấn công Đài Loan lại tăng lên trong tương lai khi ông ấy mở danh sách các tướng lĩnh PLA ra xem và ông ấy có thể ngạc nhiên khi thấy rằng mọi người đều trông hơi giống với chùm Wetner. Ông Zaita viết trên tài khoản Facebook cá nhân vào ngày 25 tháng 6. Còn theo Trung Nguyên, trong các thân tín của Tập Cận Bình, ai có thể làm binh biến như là ông Trùm Wagner? Sau khi nhà lãnh đạo Liên Xô cũ là Nikita Khrushchev phủ nhận Stalin Mao Trạch Đông trở nên khiếp sợ và cũng loại bỏ từng người kế nhiệm một và kể cả chiến hữu của mình. Gần đây thì lãnh đạo tập đoàn Wagner của Nga Jeff Jenny, Prigozhin đã phát động một cuộc bình biến và điều này thì có lẽ khiến cho Tập Cận Bình càng lo lắng hơn. Vậy trong các thân tín của Tập Cận Bình thì ai có khả năng sẽ trở thành Prigozhin? Đại hội 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Tập Cận Bình tái đắc cử, ông Vương Hỗ Ninh và Triệu Lạc Tế tiếp tục làm ủy viên thường vụ chính trị và các ông Lý Cường, Thái Kỳ, Đinh Tiết Tường, Lý Hy trở thành tân ủy viên thường vụ Bộ Chính trị. Cả bốn người này đều là thân cận với Tập Cận Bình. Trong số này thì Triệu Lạc Tế và Vương Hỗ Ninh phụ trách Đại hội đại biểu Nhân dân Toàn quốc và Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Hoa. Và đây thường được gọi là các chức vụ nhàn rỗi và không có thực quyền nên họ khó mà có thể phát động được một cuộc binh biến như là Prigozhin. Bên cạnh đó thì họ lại có người do Tập Cận Bình cai cắm để đối trọng và coi quản. Trên danh nghĩa thì ông Lý Cường là nhân vật số 2 trong Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, nhưng quyền quyết sách của Quốc vụ Viện không còn nằm ở trong tay ông khi mà Tập Cận Bình thị sát Hà Bắc. Bất cứ lúc nào cũng có thể gọi ông Lý Cường đi cùng. Ông Lý Cường thậm chí thì còn không có chuyên cơ riêng trong chuyến công du châu Âu gần đây. Trên thực tế thì Lý Cường không có được địa vị của nhân vật số 2 trong Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông cũng khó mà nuôi dưỡng được thế lực của mình trong Quốc vụ Viện. Có lẽ Tập Cận Bình vẫn chưa yên tâm về ông Lý Cường nên đã nhiều lần hạ thấp vị trí của ông Lý. Ví dụ như là việc đưa Đinh Tiết Tường lên làm phó thủ tướng thứ nhất. Ở một mức độ nhất định thì ông Đinh đã hình thành thế kiểm soát và đối trọng với Lý Cường và thậm chí thì còn có phần nào đó như là người giám sát tuy ông đinh tiết tường được đề bạt vào ban thường vụ bộ chính trị nhưng lại thôi giữ chức tránh văn phòng trung ương qua đó mất đi thực quyền và chỉ có thể ở dưới quyền của lý cường trong quốc vụ viện xét về độ tuổi thì đinh tiết tường phù hợp với những đặc điểm người kế nhiệm ông tập cận bình nhưng cũng có thể vì thế mà ông ta bị thăng giáng thất thường nếu như mà đinh tiết tường tiếp tục nắm giữ văn phòng trung ương cục cảnh vệ trung ương có thể trở thành quân đội riêng của ông ta và ông ta sẽ có điều kiện để phát động một cuộc đảo chính. Không loại trừ khả năng ông Tập điều chuyển ông Đinh Tiết Tường khỏi văn phòng trung ương để tránh những nguy cơ tiềm ẩn. Sau đó, chức trách văn phòng trung ương được chuyển cho Thái Kỳ. Ông Thái còn đồng thời phụ trách công tác tuyên truyền và tư tưởng giữ thêm chức Phó chủ nhiệm Ủy ban An ninh Quốc gia, Phó chủ nhiệm Ủy ban Cải cách sâu rộng toàn diện, Ủy viên Ủy ban Tài chính Kinh tế Trung ương. Trên thực tế thì ông Thái Kỳ mới là nhân vật số 2 trong đảng. Trong số các ủy viên thường vụ bộ chính trị, ông Thái Kỳ có nhiều điều kiện để trở thành Brigogine nhất và vì ông có thể điều động cục cảnh vệ trung ương và kiểm soát các cơ quan tuyên truyền. Nếu như phát động binh biến thì ông Thái có thể khống chế ban thường vụ bộ chính trị, thậm chí là toàn bộ bộ chính trị và có thể ngay lập tức sử dụng hệ thống tuyên truyền để tuyên bố tiếp quản quyền lực. Vào ngày 6 tháng 10 năm 1976, một tháng sau khi Mao Trạch Đông qua đời, người kế nhiệm ông là Hoa Quốc Phong đã liên hiệp với Phó Chủ tịch Quân ủy Diệp Kiếm Anh, tránh văn phòng Trung ương Uông Đông Hưng để huy động Cục Cảnh vệ Trung ương bắt giữ hai ủy viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị đó là Vương Hồng Văn, Thương Xuân Kiều và hai ủy viên Bộ Chính trị gồm có Giang Thanh và Diêu Văn Nguyên. Bốn nhân vật này được gọi là bè lũ bốn tên, tứ nhân băng hay tập đoàn phản cách mạng Giang Thanh nhưng sau đó thì Hoa Quốc Phong không thể đấu lại với Đặng Tiểu Bình do không kiểm soát được quân đội cũng như cục cảnh vệ trung ương. Sau khi lên nắm quyền, ông Tập Cận Bình đã tiến hành làm sạch văn phòng Trung ương và cục cảnh vệ Trung ương. Lãnh đạo văn phòng Trung ương được thay đổi 5 năm một lần. Ba người gần nhất lần lượt là các ông Lật Chiến Thư, Đinh Tiết Tường và Thái Kỳ. Ông Tập cận bình có lẽ cũng lo lắng rằng ai đó sẽ kiểm soát cục cảnh vệ trung ương và gây điều bất lợi cho ông ta. Cục cảnh vệ trung ương được cho là trực tiếp nằm dưới sự chỉ đạo của Tập cận bình. Nếu như Thái Kỳ phát động đảo chính, thì nó sẽ chỉ như là phù dung sớm nở tối tàn vì ông ta không nắm quyền kiểm soát quân đội. Ông Tập cận bình có vẻ như yên tâm về ông Thái Kỳ nhất, hậu nhưng sẽ không để cho ông Thái nhúng tay vào quân đội. Ông Lý Hy kiểm soát Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương và đây là cơ quan chịu trách nhiệm theo dõi nhân sự nhà nước ở mọi cấp bậc và có thể tùy ý bắt giữ người theo ý muốn của lãnh đạo. Nhưng Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương thiếu thực lực lượng vũ trang và không thể ngang hàng với Cục Cảnh vệ Trung ương, rất khó để cho ông này gây sóng to gió lớn, cũng lắm chỉ có thể mật báo, bắn tin, tạo nên hỗn loạn. Trong quân đội, Trung Quốc thì khó xuất hiện được một Pai Gojin vào tháng 3 năm nay thì ông Lưu Á Châu một thượng tướng đã nghỉ hưu của quân đội nhân dân Trung Quốc bị điều tra. Nơi bộ quân đội ra thông báo yêu cầu loại bỏ thông tin có hại cho Lưu Á Châu phát tán. Ông Lưu Á Châu đã nghỉ hưu vào năm 2017 và được cho là vẫn có sức ảnh hưởng trong quân đội. Nhưng trong quân đội thì ông lại không có chức vị và càng không có quyền bính ông Lưu Á Châu không có khả năng phát động một cuộc binh biến kiểu Brigogin, nhưng các nhà lãnh đạo Cộng sản Trung Quốc thì vẫn không tha cho ông ta. Ông Tập Cận Bình đã từ lâu đề phòng những nhân vật giống như là Brigogin trong quân đội của Đảng Cộng sản Trung Quốc khi mà chế độ này cắt cứ vũ trang ở Giang Tây. Mao Trạch Đông đã đề xuất xây dựng tri bộ đảng trong từng đại hội, cụ thể ủy viên chính trị các cấp cho đến các chính trị viên của đại hội đều ngang hàng với người đứng đầu đội quân đó một trong những nhiệm vụ chính của họ là giám sát sĩ quan đồng cấp và cấp dưới nhằm ngăn chặn binh biến. Quân đội của Đảng Cộng sản Trung Quốc có một hệ thống uh, xúc tu chính trị khổng lồ và vẫn tiếp tục được sử dụng cho đến ngày nay. Vì vậy mà trong quân đội của Đảng Cộng sản Trung Quốc chưa bao giờ có một cuộc binh biến thực sự nào. Lâm Lập Quả, con trai của Nguyên Soái Lâm Bưu, từng muốn ám sát Mao Trạch Đông nhưng Mao đã biết trước và cuối cùng dẫn tới câu chuyện đào tàu của Lâm Bưu. Nhưng tới nay thì sự thật về cuộc đào tàu này vẫn còn là một bí ẩn. Các nhà lãnh đạo của chế độ Bắc Kinh đều muốn nắm chắc quyền lực quân sự và họ cần sức mạnh quân sự để củng cố quyền lực cá nhân và ngăn chặn khả năng bị quân đội đe dọa. Thậm chí khi đã nghỉ hưu thì họ cũng không muốn buông tay sau khi mao trạch đông chết đặng tiểu bình trở lại và chính vì nắm được quyền bính mà ông ta có thể lật đổ hoa quốc phong người kế vị được mao trạch đông chỉ định bản thân đặng không phải là tổng bí thư của đảng cộng sản trung quốc hay thủ tướng quốc vụ viện nhưng vì nắm giữ quân đội ông ta tự xưng là nòng cốt của tập thể lãnh đạo thế hệ thứ hai sau sự kiện thảm sát Thiên Ân Môn. Vào ngày 4 tháng 6 năm 1989, Đặng Tự Bình rời nhiệm sở nhưng vẫn là người nắm quyền kiểm soát quân đội dù chỉ là đảng viên bình thường. Do đó, người kế nhiệm Đặng là Giang Trạch Dân cũng không dám hành động lỗ mãng. Sau khi Đặng qua đời, Giang đã dung túng cho sự tham nhũng, hủ bại trong quân đội và lập bè kết phái và sau khi rời chức Tổng Bí Thư, Giang Trạch Dân cũng học tập Đặng và ông ta cũng cùng với các tướng lĩnh trong quân đội gây áp lực lên Hồ Cẩm Đào để bản thân có thể tại vị chủ tịch quân ủy Trung ương thêm 2 năm. Sau đó Giang Trạch Dân lại thông qua hai phó chủ tịch quân ủy Trung ương đó là Từ Tài Hậu và Quách Bá Hùng để tiếp tục chiếm thực quyền của ông Hồ. Ông Hồ Cẩm Đào chưa từng nắm quyền điều hành quân đội trong suốt 10 năm, làm Tổng Bí Thư ông còn bị ám sát ít nhất là hai lần. Có thể coi đây là một kiểu binh biến khác sau khi Tập Cận Bình lên nắm quyền, ông đã phát động một cuộc thanh trừng và cải tổ quân đội trên quy mô rộng lớn. Sau đại hội 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Hà Vệ Đông, cựu phó tư lệnh tập đoàn quân 31 trở thành phó chủ tịch quân ủy trung ương do tập đoàn quân 31 đóng quân ở Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, trong một thời gian dài và thiết lập mối quan hệ hữu hảo với Tập Cận Bình khi ông làm quan tại đó, con tướng lĩnh của tập đoàn quân này cũng được thăng chức như bay. Tập Cận Bình cũng nhanh chóng đề bạt những người trước đây bị chèn ép và khó được trọng dụng và thông qua sự trao đổi này thì ông có thể nắm giữ binh quyền. Hai phó chủ tịch quân ủy hiện nay đều được coi là thân tín của Tập Cận Bình, một người phụ trách việc quân sự, một người phụ trách công tác chính trị, họ vẫn giám sát lẫn nhau. Ông Tập Cận Bình còn bãi bỏ các quân khu trước kia và buộc phải tổ chức lại quân đội thành 5 quân khu lớn, gồm có chiến khu Đông Bộ, Nam Bộ, Tây Bộ, Bắc Bộ và Trung Bộ. Về lý thuyết, tổng tư lệnh của các chiến khu này có quyền quản lý trên phạm vi rộng lớn hơn, nhưng trên thực tế thì họ chỉ nắm quyền chỉ huy trong thời chiến, Thường ngày thì các quân chủng vẫn do Bộ Tư lệnh Binh chủng thuộc Quân ủy Trung ương quản lý, và trước kia thì các quân khu thường xuất hiện hiện tượng trừ hầu cắt cứ, nhưng nay thì đã bị triệt để tận gốc, binh quyền càng tập trung về Trung ương. Lực lượng tên lửa của Đảng Cộng sản Trung Quốc không do quân khu quản lý. Ít nhất thì sự sắp đặt này có thể ngăn cản các quân khu ra lệnh bắn tên lửa tấn công Bắc Kinh. Sau cải cách quân đội, hệ thống chỉ huy quân sự của Đảng Cộng sản Trung Quốc bề ngoài có vẻ giống như là Hoa Kỳ, nhưng hiệu quả chiến đấu thực tế lại càng thấp hơn trước, xong, bù lại thì có thể ngăn chặn binh biến hiệu quả hơn. Điều mà Tập Cận Bình cần đề phòng nhất có lẽ là binh biến ở quân khu vệ Thú Bắc Kinh và một quân khu cấp tỉnh đóng quân tại Bắc Kinh. Sau khi Tập Cận Bình lên nắm quyền tư lệnh quân khu vệ Thú Bắc Kinh đã bị đổi 3 lần sau cuộc binh biến của vecner ở nga quân đội của đảng cộng sản trung quốc có khả năng lại phải đối mặt với các cuộc thanh trừng mới nhằm loại bỏ hoàn toàn những nhân vật giống như là brigotin Nguy cơ rủi ro trong hệ thống công an và an ninh quốc gia năm 2022, cựu Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Tôn Lực Quân và nhóm của ông ta bị Đảng Cộng sản Trung Quốc định hình là băng đảng Tôn Lực Quân. Và chính quyền này tuyên bố rằng nhóm người kia đã có dã tâm bành trướng và âm mưu ám sát lãnh đạo Cộng sản Trung Quốc. Và sau khi tại vị 10 năm, ông Tập Cận Bình mới có thể đưa thân tín của mình là Vương Tiểu Hồng lên vị trí Bộ trưởng Công an và điều này cho thấy hệ thống công an khó thanh lọc hơn quân đội. Cựu Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật Trung ương, cựu Bộ trưởng Công an Trung Quốc Chu Vĩnh Khang từng huy động cảnh sát vũ trang làm đảo chính trá hình và sau khi ông Tập Cận Bình lên nắm quyền đã đặt cảnh sát vũ trang dưới sự quản lý của quân đội. Nhưng hệ thống công an thì vẫn có thế lực và cỗ máy mà Bắc Kinh dùng để đối phó với người dân thường cũng có thể trở thành công cụ đấu tranh nội bộ của Đảng Cộng sản Trung Quốc bất cứ lúc nào. Quan chức ở khắp mọi nơi trong Đảng không thể nhúng tay vào quân đội, nhưng họ có thể chi phối hệ thống công an địa phương. Khi bà Khi Lai còn là bí thư thành ủy Trung Khánh, ông ta đã đưa Vương Lập Quân đến Trung Khánh làm giám đốc công an. Khi này thì hệ thống công an trùng khánh thực sự trở thành quân đội riêng của Bạc Hy Lai. Nếu không có mâu thuẫn nội bộ, Bạc Hy Lai khó mà bị bắt thóp. Vương Lập Quân ban đầu tuyên bố trung thành với Bạc Hy Lai nhưng ngay lập tức đã chống lại ông ta và điều này cũng cho thấy cái gọi là trung thành trong giới quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc hoàn toàn không tồn tại. Bộ trưởng Công an hiện giờ ông Vương Tiểu Hồng ắt phải rất trung thành với Tập Cận Bình nhưng sau sự kiện Prigozhin mọi nhân vật trong đảng cộng sản trung quốc đều có thể trở thành đối tượng bị đề phòng nghiêm ngặt bộ an ninh quốc gia trung quốc đã kết hợp chức năng tình báo bên ngoài và phản gián ở bên trong tương đương với sự kết hợp giữa cia và fbi của mỹ bộ trưởng mới lên của bộ này ông trần nhất tân được coi là thân tín của tập cận bình bộ an ninh quốc gia cũng là công cụ đấu đá nội bộ cả hai ông vương tiểu hồng và trần nhất tân đều không có được vị trí bí thư ủy ban chính trị và pháp luật và cũng không được vào bộ chính trị nhưng điều này không có nghĩa là họ không có tham vọng đó ông trần văn thanh nguyên là bộ trưởng an ninh quốc gia hiện ông đã được thăng chức bí thư ủy ban chính trị và pháp luật đồng thời là ủy viên bộ chính trị mặc dù trần văn thanh có thể tổ chức các cuộc họp của ủy ban chính trị và pháp luật nhưng có khả năng ông vương tiểu hồng và trần nhất tân nghe lệnh trực tiếp từ ông tập cận bình chứ không chấp nhận lệnh của trần văn thanh Ông Vương Tiểu Hồng không phải là ủy viên Bộ Chính trị nhưng lại là thư ký của Ban Bí thư Ủy ban Trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cho nên, về cơ bản thì ông Vương sẽ luôn có mặt khi Bộ Chính trị họp. Ba người này có nhiều khả năng ở trong mối quan hệ giám sát, chế ước và đối trọng lẫn nhau trong bộ công an bộ an ninh quốc gia và hệ thống công an của nhiều tỉnh thành có thể có brigojin hoặc là những người nhận lệnh từ brigojin và mối đe dọa cho các nhà lãnh đạo đảng cộng sản trung quốc hiện tại và việc dọn dẹp hai cơ quan này có thể gây hại cho những xáo trộn lớn rủi ro trong hệ thống hồng kông và macau chưa được loại bỏ Ngày 30 tháng 6 năm 2022, ông Tập Cận Bình đến Hồng Kông tham gia hoạt động mừng ngày Hồng Kông được trao trả. Và đêm đó thì ông không dám ở lại Hồng Kông và luôn có Vương Tiểu Hồng tháp tùng. Điều này cho thấy đội ngũ của Tập Cận Bình vẫn chưa bình định được các thế lực phức tạp ở Hồng Kông và họ lo lắng cho sự an toàn của Tập Cận Bình. Đằng sau phong trào chống dẫn độ ở Hồng Kông năm 2019 luôn có bóng dáng của phe Giang Tăng, tức là phe của cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân và Tăng Khánh Hồng. Mặc dù thì cuối cùng Phó chủ tịch nước khi đó là Vương Kỳ Sơn đã đứng ra chữa cháy và chính thức rút lại dự luật dẫn độ Hồng Kông 2019, nhưng sau đó thì Bắc Kinh lại thúc đẩy luật an ninh quốc gia Hồng Kông. Phe của ông Tập Cận Bình chưa bao giờ có thể thực sự kiểm soát các băng đảng ngầm và hệ thống đặc vụ ở Hồng Kông vì không muốn thế lực của Giang và Tăng tiếp tục chiếm đóng Hồng Kông dưới vỏ bọc một quốc gia hài chế độ. Phe của Tập Cận Bình đã không ngần ngại hủy hoại Hồng Kông trước kia văn phòng liên lạc của trung ương đảng cộng sản trung quốc tại hồng kông luôn bị tăng khánh hồng và băng đảng của ông ta kiểm soát sau phong trào chống dẫn độ ông lạc huệ ninh đảm nhận chức vụ giám đốc văn phòng này nhưng ông lạc lại không phải là thân tín thực sự của tập cận bình Ông Trịnh Nhàn Hùng, người nhậm chức vào tháng 1 năm nay được coi là người của phe Tập Cận Bình. Vào năm 2020, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bổ sung một cơ quan mới là Văn phòng An ninh Quốc gia tại Hồng Kông và Trịnh Nhàn Hùng là giám đốc đầu tiên. Động thái này cho thấy lãnh đạo Trung Quốc không yên tâm về văn phòng liên lạc của Trung ương tại Hồng Kông nên mới phải thêm một cơ quan đồng cấp như vậy năm nay kỳ họp lưỡng hội của đảng cộng sản trung quốc có công bố kế hoạch cải cách thể chế cụ thể văn phòng của các vấn đề hồng kông và macau của quốc vụ viện đã bị bãi bỏ và thay thế bằng văn phòng của các vấn đề hồng kông và macau của ủy ban trung ương đảng cộng sản trung quốc việc này cũng cho thấy tập cận bình muốn nắm chắc các sự vụ ở hồng kông mà macau không thể tiếp tục để rơi vào tay kẻ khác tại hồng kông nơi một quốc gia hai chế độ đã bị phá hủy vốn nước ngoài và người nước ngoài đã ảo ạt rút đi và tài sản của các chức sắc đảng cộng sản trung quốc cũng nhanh chóng được chuyển ra khỏi hồng kông nhưng ở hồng kông thì vẫn còn không ít đặc vụ mật và thậm chí việc phe giang trạch dân và tăng còn lưu lại bao nhiêu lực lượng vũ trang tại đây phe của tập cận bình có thể vẫn còn chưa nắm rõ không rõ lực lượng ngầm tại Hồng Kông đang nghe lệnh từ ai mà họ có thể gây ra cơn bão lớn cỡ nào và họ có thể không quay trở lại Trung Quốc hay tới Bắc Kinh để gây rối, nhưng dường như thì vẫn có thể gây ra rủi ro khi các lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc đến thăm Hồng Kông. Những người này có khả năng tạo ra một sự kiện Prigogine tương tự ở Nga cuộc binh biến bất ngờ của tập đoàn Vetner ở Nga hẳn đã khiến cho nhà lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc bị sốc và nội bộ của Đảng Cộng sản Trung Quốc có khả năng sẽ đón một đợt thanh trừng mới. Cuộc thanh lọc hiện tại trong các doanh nghiệp nhà nước lớn và Ủy ban kiểm tra kỷ luật Trung ương có thể sẽ càng sâu rộng hơn và có khả năng cải cách cơ cấu trong quốc vụ viện sẽ xuất hiện biến số mới. Văn phòng Trung ương, hệ thống quân đội, công an, an ninh quốc gia và Hồng Kông, Cao cũng sẽ không nằm ngoài vòng xoáy này. Tư duy cực hạn của Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ cho thấy những cực hạn mà mọi người không tưởng tượng được, nhưng cuộc vận động này sẽ chỉ khiến cho đưa bộ của Đảng Cộng sản Trung Quốc càng thêm rối ren. Có lẽ sự sụp đổ của Đảng Cộng sản Trung Quốc đến từ chính những rối loạn nội bộ, e đó cũng là an bài của lịch sử. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất và không bỏ lỡ bất cứ một chương trình nào mà chúng tôi sắp phát hành xin thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi